ánh sáng nó mịn và khá là ảo diệu, như là mình đang chạm vào một vùng ánh sáng, một vùng hư vô. À, quên đi. Ok, mình nhận ra mình thiếu một cái khá là quan trọng trong việc lắp đèn này. Hôm qua mình thấy nó có dư một cái. Thường thì tất cả đồ đèn mà người ta đưa cho mình đó không có dư đâu. Mình không nghĩ là cái túi phần trắng này để làm gì. Xong mình chợt nhận ra là ở phía bên dưới cái phủ màu trắng này, dưới cái lớp phủ á, nó có những cái độ chỗ trắng trắng như thế này nè. Mình nghĩ là để buộc cái phần dây này, nên là để nó hoàn thiện hơn thì hôm nay mình sẽ bỏ vào luôn. Fujifilm lấy nét lại nào. Ok, thì ra là Fujifilm nó kiểu như là nó lấy nét rất là ông già, nó không có nhanh gọn như là nhiều cái con, nó không có nhanh gọn như là nhiều cái con máy khác mà mình đã từng sử dụng tại quay lấy nét của Sony rồi á, cho nên là qua Fujifilm cảm thấy nó hơi chậm một tí. Tạm thời đặt con máy này ở đây chút xíu ha. Bài học học ra là nếu bạn mua một đồ lắp ráp mới á thì thường là không có gì dư thừa đâu, mấy cái hãng lớn lớn kèo lắm, không bao giờ dư thừa cho mình cái để chơi chơi đâu, cho dự phòng cũng không có đâu, bắt mình phải tự mua không à. Nên là nếu mà có dư ra thì chắc chắn nó phải dùng để làm gì đó. Một nè, xong như là mình sẽ thêm một cái lớp giảm sáng như thế này. Rồi, mình đã có cái nguồn sáng như ý rồi. Bây giờ ánh sáng nó sẽ tuyệt đối mềm hơn. Như hôm qua nếu mà quay á thì cái phần này mình vẫn thấy được cái đèn. Bây giờ có thêm một cái lớp mà giảm sáng ở bên kia. Và nó sẽ làm ánh sáng nó mịn hơn, nó dễ chịu hơn, nó mềm hơn. Bạn thấy nè, da của mình nó không bị bóng nhiều quá, nó không bị gắt quá. Tại vì cái độ tương phản mà chênh lệch giữa vùng sáng vùng tối á nó được đã bị giảm bỏ hoàn toàn bởi cái đèn rồi. Cho nên là ảnh nó ra nhìn nó sẽ nổi bật hơn, nhìn nó kiểu như là sao vậy? Nói chung là nó thích mắt hơn á. Nếu các bạn nào mà từng thấy những con máy Fujifilm rồi á thì nó thiết kế kiểu dáng rất là giống với những con máy kiểu cổ như vậy. Vậy ví dụ mà nhìn vô một đống phim máy như thế này nè. Làm sao phân biệt được nào là máy phim nào là máy trục số? Dễ lắm. Thứ nhất, chỉ có máy phim mới có những cái núm tròn để dặn tua phim như thế này. Thấy không? Tất cả máy phim đều có luôn nha, có cả cái cây này để lôi ra. Mình không xét tới mấy con point shoot hay cây trục số, nhưng mà tất cả những con máy phim đều có cái cây, cái cần để lôi phim vô hết. Dễ phân biệt ha. Và cái đó là cái cò. Cái cò lên cò này nè. Trừ mấy con Instax mới ra thì có chứ, xưa giờ những con trục số không cần những cái cò này. Nhưng mình vẫn rất mong là trong tương lai sẽ có một con trục số đó xài cái cò kiểu này cho nó có cảm giác chụp á. Tất cả những con máy mình đang bán á, và cũng như là phần lớn những con máy trên thị trường á, đều bán kèm với những cái lens chân dung. Lens chân dung ở đây nghĩa là tiêu cự 5 mm và khẩu lớn. Đó là một cái con lens gọi như là quốc dân hoàn hảo, tiêu cái tiêu cự hoàn hảo cho việc chụp chân dung á. Mình không rõ tại sao ha, nhưng mà tất cả đều là lên 50. Cái này là mình chỉ được nhận lại từ phía bạn mình đưa lô hàng về thôi. Và cái này cũng không phải là lắp ráp hay là cố tình như vậy. Mình không rõ là do nhu cầu ngày xưa đã như vậy hay là qua tới thị trường Việt Nam mình á, là lúc nào người ta cũng sắp xếp đi kèm một body và một lens chân dung. Bạn nghĩ sao ha? Mình thì muốn chụp cảnh nhiều hơn, nhưng mà tất cả những lô hàng mình có là cũng như trên thị trường toàn là cùng với lens chân dung. Bạn muốn một lens chụp cảnh bạn phải mua riêng ha. Những con máy này á, thường thì body nó không có mắt, trừ những dòng body cao cấp có nhiều tính năng đặc biệt như là dòng Nikon F series ha. Nhưng mà những con này á, thì body Nikon Mag, Nikon Mag này cũng không có mắt đâu. Nhưng mà cái mắt của nó chính là những con này đang gắn trên lens 50 mm 1.4. Và những cái lens mà khẩu lớn á, thường thường nó mắc kiểu trên thị trường ha, kể cả lấy cái đồ số lẫn lens máy phim đi ha. Thì khẩu càng lớn hơn á, nó sẽ thường mắc gấp đôi, gấp 1,5 lần á, so với lại những con lens 1.8 thường thấy. Cho nên những con này đều là từ 2 triệu trở lên nè, vì nó xài lên 50 1.4. Còn những con này ở dưới á, nó toàn là xài lên 1.8 không à, nên giá nó sẽ mềm hơn ha. Rangefinder này, ở đây mình có cả một con lens mà 135 mm, bạn xem nè. Cái này mà mình mà đẩy ra
nó sẽ là cái hút luôn. Wow, thường mình phải gắn một cái loa che nắng ở trên này riêng ha, nhưng mà con này là được built in cái hút luôn, rất là xịn. Thích mấy kiểu thiết kế như vậy ghê á, mà không hiểu sao bây giờ không còn như thế nữa. Cũng như là con máy Icon 1 này nè, nó được thiết kế rất là hay. Fujifilm lấy nét lại nè. Rồi, đại siêu đó đây cũng ao nét rồi, ok. Khi mà mình chụp á, thì cái cò nó sẽ rơi ở vị trí này đúng không? Mà mình có thể lock nó vào. Ở vị trí này á, thì mình sẽ được an toàn, không bị kẹt cò, đè cò chúng khi mà mang đi mang lại á. Còn khi muốn chụp á, thì việc lôi ra thôi. Còn khi mà không chụp á, thì nhấn vô. Lúc này nó khóa luôn cò chụp luôn. Rồi, một tính năng hay phết ha. Thêm một cái lạ nữa là mình không hiểu tại sao các hãng không làm những con lens như thế này nữa. Các bạn xem nè, nhìn rất là hay nha. Ví dụ mà mình muốn phim lấy nét lại nè. Rồi ok. Khi mà mình muốn đóng cái lens này lại, mình chỉ cần gạt cái nút bên hông thôi. Và khi cần chụp á thì mình gạt để mở ra. Cái này chính là cái cáp cho máy rồi, mình không cần phải đóng nắp cáp. Ví dụ như con lens cũ này ha, mình không chụp á thì mình phải đóng nắp cáp lại để bảo vệ lens. Còn con này á, mình chỉ cần gạt đóng, gạt để mở ra. Thao tác này cực kỳ nhanh cho mình đang cần chụp những tấm quan trọng á. Thấy cái móc máy ra, bật lên rồi chụp luôn. Hay cực kỳ. Nếu bạn nào quan tâm con máy này thì giá nó có 500 ngàn à.